được kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, giải bóng đá Cúp Anh Sơn quê tôi lần thứ 7 năm 2023 là giải bóng đá truyền thống thường niên do Hội đồng hương Anh Sơn khu vực miền Bắc tổ chức nhằm tạo nên một sân chơi cho những người con Anh Sơn xa quê có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, cọ sát để nâng tầm bóng đá phong trào nói chung và bóng đá phong trào huyện Anh Sơn nói riêng. Giải bóng đá năm nay có sự đóng góp của 12 đội bóng là các xã, các câu lạc bộ thuộc huyện Anh Sơn và sự tham gia cống hiến của những người con Anh Sơn đang sống, học tập và làm việc tại thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các đội bóng tham gia giải năm nay. Xin chào giới thiệu FC Khai Sơn, FC Vĩnh Sơn, FC Hoa Hội, FC Đức Sơn, FC Phúc Sơn, FC Đỉnh Sơn, FC Cẩm Sơn, FC Tường Sơn, FC Tào Lĩnh, FC Kim Nhan, FC Tam Sơn và FC Thị Trấn. Chúng ta cho một tràng tay đúng không ạ? Xin cảm ơn. Và để mở màn cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng với sự thể hiện của bạn Hoàng Linh. Niềm tin
Quảng Ninh và hy vọng rằng các đội bóng của chúng ta sẽ có niềm tin chiến thắng trong mùa giải đấu năm nay. Và sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể vận động viên, cổ động viên chúng ta đứng dậy chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ ạ. Nghiêm. Thôi, xin mời quý đại biểu, quý khách an tọa. Kính thưa quý vị, tiếp nối sự thành công của 6 mùa giải trước, Cúp Anh Sơn quê tôi vừa là một giải bóng đá rèn luyện thân thể, vừa là một sân chơi tăng cường giao lưu giữa các đơn vị xá thị của Hội Đồng Hương Anh Sơn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Và nhận được sự quan tâm ủng hộ của Hội Đồng Hương Anh Sơn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể, bà con trong và ngoài huyện nhà thì lần nữa giải bóng đá Cúp Anh Sơn quê tôi chính thức quay trở lại. Vâng, về tham dự buổi lễ khai mạc giải đấu hôm nay, ban tổ chức rất vui mừng được đón tiếp các vị đại biểu, các vị khách quý. Về phía lãnh đạo huyện nhà, xin chào giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Trọng Toàn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện. Đồng chí Thái Doãn Quỳnh, Bí thư huyện đoàn, đề nghị chúng ta cho một tràng hoa tay ạ. Về phía đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xin trân trọng giới thiệu anh Trần Doãn Vũ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Anh Sơn tại Hà Nội. Về phía lãnh đạo các xã có đội bóng tham gia, xin trân trọng giới thiệu. Về phía thị trấn, đồng chí Bùi Thanh Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Về phía xã Phúc Sơn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Đồng chí Phan Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về phía xã Đức Sơn, xin trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Đồng chí Võ Đình Hải, Công chức Văn hóa xã. Về phía Tào Sơn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Tào Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Đồng chí Đào Văn Bách, Bí thư Đoàn xã. Về phía xã Cẩm Sơn, đồng chí Đỗ Anh Nghĩa, Bí thư Đoàn xã Cẩm Sơn. Về phía xã Lĩnh Sơn, xin chào giới thiệu đồng chí Trần Hữu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lĩnh Sơn. Chúng tôi xin lỗi một tí ạ. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt là Phó Bí thư đoàn ạ. Về phía xã Khai Sơn, xin chào giới thiệu đồng chí Đặng Đình Luân, Phó
Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Tất Hồng, Thường trực Đảng ủy Đảng xã. Đồng chí Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay thật to, thật nồng nhiệt được không ạ? Xin chào, cảm ơn. Về phía các nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu các nhà tài trợ của năm nay và chúng tôi sẵn lòng ghi nhận những tấm lòng hảo tâm của quý vị trong suốt giải đấu. Trân trọng giới thiệu Câu lạc bộ Doanh nghiệp Anh Sơn tại Hà Nội. Công ty Xây dựng Vận tải Đồng Hương Sông Lam. Công ty Bốt Đồ Tân Trường Sơn. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Tây Bắc. Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu chi nhánh Hà Nội. Công ty Techo Invest. Công ty Vina KTV Group. Công ty trách nhiệm hữu hạn in quảng cáo nội thất Mạnh Linh. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta có mặt trong buổi khai mạc ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Hiền, đại diện cho ban tổ chức giải, lên phát biểu khai mạc giải. Xin trân trọng mời ông. Hello. Kính thưa ông Nguyễn Hữu Sáng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Anh Sơn, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Trọng Toàn, huyện ủy viên, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện, ông Thái Doãn Quỳnh, huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn. Kính thưa các vị lãnh đạo thị và các xã trong huyện Anh Sơn. Kính thưa các vị đại diện hội đồng hương Anh Sơn tại Hà Nội, đại diện câu lạc bộ doanh nghiệp Anh Sơn tại Hà Nội. Kính thưa các vị khách quý, các quý vị đại biểu, đại diện các cá nhân, các tập thể cho các nhà tài trợ cho giải đấu. Kính thưa toàn thể cầu thủ, các đội bóng tham gia giải và các cổ động viên thân mến. Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm một năm thành lập Hội đồng hương Anh Sơn tại Hà Nội. Hôm nay chúng tôi long trọng tổ chức giải bóng đá Cúp Anh Sơn quê tôi lần thứ 7 tại Hà Nội với mục đích tăng cường giao lưu, kết nối những người con của huyện Anh Sơn đang sinh sống, học tập, làm việc trên mảnh đất Hà Nội, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Mặt khác, thông qua giải đấu này, chúng ta có thể phát hiện và quy tụ những tài năng bóng đá cho huyện nhà khi tham gia các giải đấu bóng đá phong trào mang tầm vóc lớn hơn. Lời đầu tiên, cho tôi thay mặt ban tổ chức giải gửi đến các đồng chí lãnh đạo huyện, hội đồng hương, câu lạc bộ doanh nghiệp, các quý vị đại biểu, các đại diện nhà tài trợ, các vận động viên cùng toàn thể lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá Cúp Anh Sơn quê tôi được tổ chức vào ngày hôm nay. Giải đấu lần này một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao của con em đang Anh Sơn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Và hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến lễ khai mạc giải bóng đá Anh Sơn tại Hà Nội. Thay mặt ban tổ chức giải, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện nhà, lãnh đạo các xã, thị trấn, các quý vị đại biểu, các đơn vị, các nhà tài trợ của giải đấu. Hoan nghênh sự chuẩn bị của các đồng chí trong ban tổ chức giải, sự nhiệt tình của các cổ động viên yêu quý từ các miền vùng của huyện nhà. Tôi cũng xin đề nghị các cầu thủ tham gia giải đấu phải thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, những bàn thắng đẹp. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá Cúp Anh Sơn quê tôi tại Hà Nội. Một lần nữa kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các trọng tài, các cầu thủ và các cổ động viên. Chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu của ông Lê Văn Hiền. Và hòa trong không khí nồng nhiệt của giải bóng năm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các đại biểu là lãnh đạo của huyện nhà đã vượt hơn 300 km về chung vui với giải bóng
của chúng ta. Và sau đây hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cảm ơn các vị lãnh đạo ạ. Và tiếp theo sau đây, xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa ông Lê Văn Hiền, trưởng ban tổ chức giải, kính thưa quý đại biểu, kính thưa toàn thể các cầu thủ, thay mặt cho lãnh đạo huyện về dự lễ khai mạc hôm nay, xin được chào mừng ban tổ chức, quý đại biểu cùng toàn thể các cầu thủ về tham dự giải và xin kính chúc toàn thể chúng ta sức khỏe, hạnh phúc, các cầu thủ thi đấu đạt kết quả cao nhất và giải đấu năm nay tiếp tục thành công tốt đẹp. Chúc cho đoàn kết của những người con Anh Sơn ở Hà Nội và vùng lân cận. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời anh đứng lại một tí ạ. Vâng, và ban tổ chức có một món quà tri ân đến các vị lãnh đạo, thì sau đây xin mời ông Lê Văn Hiền lên sân khấu để trao phần quà này cho đồng chí Nguyễn Hữu Sáng ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ạ. Vâng, và một phần không thể thiếu trong mỗi giải đấu diễn ra, đó chính là những mạnh thường quân luôn yêu thương và quan tâm sâu sắc tới giải đấu. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Xuân Hùng, đại diện cho các nhà tài trợ, lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa anh Sáng, bí thư huyện Anh Sơn, kính thưa các cán bộ thị trấn, các xã của huyện tham dự có mặt hôm nay, kính thưa các anh, các chị, các bác, các chú và toàn thể các cầu thủ, thì hôm nay tôi rất là vinh dự được đứng đây thay mặt cho câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng là những người kinh doanh sinh sống tại Hà Nội, thì cũng thấy mặt là phát biểu một đôi lời. Thứ nhất là rất là vinh dự là đứng đây tham dự cái cúp Anh Sơn quê tôi lần thứ 7. Đó là điều rất tuyệt vời. Và ngày càng có sự quan tâm của ban lãnh đạo huyện, các xã, toàn thể con em Anh Sơn tại Hà Nội. Đó là một điều rất vui mừng. Và xin kính chúc là tất cả mọi người là ngày càng quan tâm nhiều hơn nữa đến giải bóng đá và ta duy trì được hàng năm là nơi kết nối, hội tụ và giao lưu của tất cả con em người Anh Sơn. Và cuối cùng là xin chúc giải bóng đá là thành công tốt đẹp, các cầu thủ chân cứng đá mềm và cống hiến những trận bóng đá hay. Ngoài ra sân cỏ chúng ta có thể là giao lưu vui vẻ và là thành công hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ và góp sức ý nghĩa của ông ạ. Và hy vọng các nhà tài trợ sẽ luôn đồng hành cùng giải đấu của chúng ta ở các năm tiếp theo ạ. Và tiếp sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện các nhà tài trợ lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương của ban tổ chức. Và trân trọng kính mời ông Lê Văn Hiền, đại diện ban tổ chức lên sân khấu để trao những phần quà này cho các nhà tài trợ ạ. Xin trọng kính mời đại diện nhà tài trợ là ông Anh Hùng, đại diện câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội ạ. Anh Trần Doãn Vũ, phó chủ tịch hội doanh nghiệp tại Anh Sơn. Anh Mạnh Linh, đại diện các nhà tài trợ còn lại, chúng ta lên sân khấu để nhận phần quà từ ban tổ chức ạ. Xin kính mời ạ.
Chúng ta cho một tràng pháo tay nồng nhiệt được không ạ? Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, các vị khách quý cùng toàn thể các vận động viên. Và sau đây xin được kính mời lên sân khấu cầu thủ Vũ Hồng Hải đến từ đội bóng FC Tào Lĩnh, đại diện cho hơn 200 vận động viên tham gia lên đọc lời tuyên thệ. Tôi, Vũ Hồng Hải, đại diện cho lực lượng vận động viên về tham dự giải bóng đá Hồ Đồng Hương Cúp Anh Xuân Quê Tôi lần thứ 7 năm 2023 xin hứa tham dự các trận đấu với tinh thần tự tin, quyết thắng vì màu cờ sắc áo, cống hiến những trận đấu hay, một giải đấu đẹp. Xin hứa. Vâng, xin cảm ơn cầu thủ Vũ Hồng Hải. Vâng, để giải đấu được diễn ra công tâm nhất, sau đây xin kính mời ông Cao Trường, đại diện tổng tài lên đọc lời tuyên thệ. Xin trọng kính mời ông. Tôi, Cao Trường, thay mặt tổ trọng tài điều hành giải đấu Anh Sơn Quê Tôi năm 2023 xin tuyên thệ: 1. Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh sự sắp xếp, phân công, điều động của ban tổ chức. 2. Luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều khiển các trận đấu công bằng, công tâm, khách quan, đúng điều lệ giải, đúng luật thi đấu. 3. Với tinh thần thể thao cao thượng, xin chúc giải đấu của chúng ta thành công rực rỡ. Xin tuyên thệ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Và tiếp theo chương trình, xin được kính mời đội trưởng của 12 đội bóng lên sân khấu để nhận quà lưu niệm đến từ ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Doãn Vũ, đồng chí Bùi Thanh Dũng, đồng chí Nguyễn Văn Tráng, đồng chí Lê Văn Tiên, đồng chí Lê Xuân Hoan, đồng chí Nguyễn Hữu Hà, đồng chí Đỗ Anh Nghĩa lên sân khấu để trao quà lưu niệm cho các đội bóng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Vâng, xin được trân trọng kính mời các đồng chí Trần Doãn Vũ ạ, đồng chí Bùi Thanh Dũng. Xin được trân trọng kính mời đội trưởng của 12 đội bóng cùng bước lên sân khấu. Chúng tôi hy vọng rằng với những món quà tinh thần này, các đội bóng sẽ thêm phần trân trọng tinh thần đồng hương, tinh thần đoàn kết mà giải đấu đặt ra và cố gắng thể hiện tốt nhất trong các trận đấu sắp sửa diễn ra. Vâng, chương trình khai mạc Cúp Anh Sơn của tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý đại biểu, các vị khách quý đã về tham dự khai mạc hôm nay. Chúc quý đại biểu, các thành viên ban tổ chức, các đồng chí trưởng đoàn, các đội bóng, tổ trọng tài, tất cả các đồng viên cùng toàn thể khán giả có nhiều sức khỏe, ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Chúc giải bóng Cúp Anh Sơn của tôi lần thứ 7 năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây xin mời các đội bóng lên sân khấu để chụp những tấm ảnh lưu niệm. Xin mời ông Nguyễn Hữu Sáng cùng tất cả các thành viên đại biểu chúng ta lên sân khấu để chụp ảnh của đội bóng ạ.
Chúng ta, các đội bóng chúng ta ưu tiên những cái đội đá trước đá lượt trận thứ nhất đã.